chào anh em. À, K40 Gaming. Một flash ship RAM 12GB dưới 10 triệu. Vâng, thì dưới 10 triệu thì anh em chỉ có thể là mua được một chiếc máy điện thoại RAM dưới 12GB hoặc là RAM 12GB, đó là một chiếc K40 Gaming. Nhưng mà thời gian gần đây ấy, mình vừa về một lô hàng, một flash ship vô cùng đỉnh luôn, với giá cũng chỉ dưới 10 triệu. Đó, và RAM 12GB. Đây, cho anh em nào không thích hàng tàu nhá. Đó, anh em có thể nhận ra được không? Nếu anh em nào chơi công nghệ thì nhận ra luôn. Đây là những chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus. Những chiếc máy này RAM là 12GB, bộ trong là 256GB và đến từ Samsung. Vâng, Hàn Quốc luôn nha. Thế nên anh em nào mà không thích máy tàu, dị ứng máy tàu thì có thể bỏ qua. Nhưng thực ra là người dị ứng máy tàu không nhiều đâu. Đó, nhưng mà nếu anh em vẫn có thì anh em có thể là lựa chọn sản phẩm này. Với mức giá dưới 10 triệu mà bây giờ anh em có thể là mua được những chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G, RAM 12GB, bộ nhớ trong 256 nhá, của Hàn Quốc. Cái đấy không, mình không nói đùa đâu, mà mình có thật, mình vừa về lô hàng này. Và chắc có lẽ là chắc không ai thật thà bán hàng như mình, bởi vì mình nhập rẻ thì mình bán rẻ thôi, đúng không? Chắc chắn là trên mạng hiện tại tất cả anh em bán những chiếc máy này phải trên 10 triệu rồi. Còn mình thì mình bán với mức giá chỉ là công khai với dạng máy 95%. Một tí anh mình cho anh em xem là 95% nó sẽ đẹp như thế nào nhá. Nó phải đẹp như 99 bên khác ấy. Đó, nhưng mình có nói là công khai 95% thì mình bán với mức giá là 8.950.000 cho phiên bản màu rẻ nhất. Còn các màu khác sẽ chênh nhau 100, 200, có nghĩa là loanh quanh 9 triệu là anh em có thể mua được một chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G rồi. Cái đây một tháng ấy thì anh em có thể phải bỏ ra số tiền là 12 triệu, 11 triệu mà, hoặc là rẻ cũng phải trên 10 triệu anh em mới có thể sở hữu siêu phẩm này. Đó. Phải nói thật với anh em là với cấu hình của sản phẩm này thì nó có thể là nó cũng không thể là bằng được những chiếc máy Xiaomi và mức giá vào tầm dưới 10 triệu. Đó, như Snapdragon 870 chẳng hạn. Thì với sản phẩm này nhiều khi cũng không thể bằng được. Nhưng mà cái khác ở đây nó là Samsung và nó có S Pen và màn hình của nó rất là đẹp. Có hãng nào bằng cái đâu, thương hiệu mà, đúng không? Bản thân cá nhân mình đang dùng một chiếc Note 10 Plus đây. Đây, máy chính. Đó, ngày xưa mình mua là 14 triệu. Máy cũ thôi. Đấy, bản thân mình đang dùng này. Và anh em, nhiều anh em yêu thích Samsung ấy, thì đây là cơ hội để anh em mua được mức giá rẻ nhất. Đó. Thì nhiều anh em hỏi mình là em thấy ở trên mạng một số đơn vị của người ta quảng cáo, ví dụ Shopee hay Lazada, quảng cáo trên Facebook là Note 10 Plus đang xả hàng với mức giá hơn 3 triệu, thì có nên mua không anh? Thì mình nói luôn là không nhé. Đây là máy fake đấy. Người ta có quảng cáo, người ta dựa vào cái thương hiệu của Lazada hay Shopee, mình đã từng làm clip rồi. Là giả kho, xả xiếc các thứ rồi bán những chiếc máy này mức giá 3 triệu mà có cả video các thứ đàng hoàng ấy. Nhưng mà nó toàn là máy fake thôi, nó chỉ giống thôi chứ nó không phải Note 10 Plus xịn đâu. Người ta che giấu cái từ fake đi, cái từ rep 11 đi. Đó, mà người ta cứ quảng cáo như vậy cho anh em, như khi nhận được hàng thì ok là vẫn cái hộp của Note 10 Plus như của Samsung, như bóc ra cũng giống. Nhưng mà màn hình nó không thể tràn viền tuyệt đối được như thế này đâu. Màn hình nó không thể tràn viền tuyệt đối được, mà màn hình của nó thì lại còn hơi sáng sáng, xong là cái viền trên, viền dưới nó dày vô rồi cùng luôn. Xong là camera đằng sau thì cũng nhận là cũng có 3-4 cái mắt camera, thực ra chỉ có mắt dùng thôi, còn những mắt kia chỉ là ảnh thôi, chỉ là hình ảnh thôi, chỉ là giả vờ thôi chứ không dùng được. Mà chip thì không phải là Exynos hay là Snapdragon, mà chip nó là MediaTek, là một loại chip rẻ tiền, mà MediaTek loại rẻ tiền luôn cơ. RAM thì nó cứ ghi là 12GB, thực tế ra chỉ có 2GB hoặc 3GB thôi. Đó, bộ nhớ thì ghi hẳn 1T đi, hoặc 52GB, thực tế ra chỉ dùng được 64GB là cùng thôi. Thế nên anh em mua những chiếc máy đấy, anh em ôm rơm rạm bụng đấy, em đừng có mua. Note 10 Plus ở đây, hàng 95% mình đã bán với mức giá là 9 triệu đã là rẻ lắm rồi, chứ không bao giờ có chuyện giá chỉ 3 triệu mà là còn full móc rồi nhá. Thế nên là anh em nên xem clip này của mình và mình sẽ giới thiệu cái sản phẩm này, mức giá 9 triệu. Nó là cái mức giá rất là hời cho anh em hiện tại, bởi vì là mình nhập về như rẻ thì mình bán rẻ thôi. Đó, tất nhiên là những chiếc máy mà đẹp như mới hay là những chiếc máy mà 99 ấy, thì bên mình vẫn bán, 99 vẫn bán là tầm khoảng suýt 10 triệu, 9 triệu 950. Và máy như mới thì bên mình vẫn bán là 10 triệu 950. Đó, vẫn là 11 triệu. Đó, còn 95 với 99 nó khác nhau như nào? Thì bây giờ chúng ta cùng xem nhé. Đó, đây này, anh em có thể nhìn thấy nhà mình về rất là nhiều đây, gần như là đủ màu. Đó, thiếu mỗi màu xanh hiện tại là ở ngoài kia mình đang test, bởi vì là cái màu xanh nó về không nhiều, mà thực ra màu xanh thì nó không đẹp. Đó, mình chỉ cho anh em xem những cái màu đẹp thôi. Đây này, đâu nhỉ? Đó, mình về rất là nhiều nhưng mà có 99 này. Đây, những cái con nào chưa ghi là mình chưa test hình thức nhá. Đây, để mình xếp cẩn thận, đây là 99 này anh em này. Đó, 99 nha. Đó, 99 này. Đấy. Đây, để xem nào, xong con nào 95 không nào.
chứ là sẽ là 95 và 99 nó sẽ khác nhau như thế nào nhá. Đây 95 đây. Đó, 99 này. Đây 95 này. Đây. Ở bên mình thì nhập về thì rất là nhiều và bên mình sẽ test và mình lọc loại hàng ra. Đó, hàng 95 thì mình bán gần như là ra vốn rồi, còn hàng 99 thì mình sẽ bán một chút để lấy lợi nhuận thôi. Đó, không cao hơn là quá nhiều, đúng không? Bởi vì là 99 nó đẹp mà, nó đắt hơn đúng 1 triệu và còn bảo hành cho anh em 12 tháng. À quên mất, mình phải giới thiệu là hiện tại bên mình là bảo hành tất cả những máy cũ là 12 tháng luôn anh em nhé. 1-1 trong vòng 30 ngày, anh em là mua online là 1-1 trong vòng 45 ngày. Đấy, còn bây giờ xem 95 nhá. Đây này, thực tế là mà nói ấy, thì hàng 95 thì nó không xấu đâu. Chắc chắn 100% những cái hàng bên mình bán ra, kể cả 95, 99 hay là như mới thì màn hình đều không bị xước nhiều. Đó, không bị xước sâu. Đấy, anh em nhìn nhá. Đây, một lau đây anh em sẽ biết này. Anh em có thể nhìn nó đen tuyệt đối không và sẽ không bị sức sâu. Đó, có gọi là dạng một xíu xíu lông tơ ấy thì sẽ có thôi mà không nhiều đâu. Đấy, như con này chẳng hạn, hàng 95 đây. Không, gần như không xước lông tơ luôn. Đó, rất là đẹp nha. Đó, đường sau lưng cũng vậy. Đường sau lưng không có nứt gãy hay vỡ gì cả mà rất là đẹp. Bởi vì hàng mình bán ra nó phải như thế. Kể cả 95. Đó. Thế vậy là 95 nó khác như nào? Thì đây anh em nhìn này. Đường viền, chủ yếu là viền thôi. 95 đây, màu đen đây. Đó, thì anh em thể nhìn thấy không? Tất nhiên là qua quá trình sử dụng thì nó phải cũ đi chứ, đúng không? Đó, thì nó sẽ có đường xước xước phải như này. Đó, đây xước phải nhỏ xíu này, hoặc là hơi cấn một tí. Đó, phải nói thật với anh em như vậy, bởi vì đã qua sử dụng rồi mà, thì mình sẽ bán là 95 đây nhá. Còn 95 này như vậy này. Đây, đó, mặt rất là đẹp nha. Đó, mặt rất là đẹp này. Đây, xước một chút xíu ở dưới này. Đó, xước lông mèo chút xíu dưới này. Đấy, mỗi cái này bị tí này thôi. Đó, còn viền đây. Đó. Đó, thì mình sẽ bán là 95. Đó, đây là 95 nhé. Đó, thế còn 99 đâu? Đấy nha, con này chưa ấy rồi, chưa test rồi. Đó, chưa ghi rồi, chưa phân loại mà. Đó, phân loại như con này nhá. Đây, 99 nó sẽ đẹp như này này. Đó, anh em nhìn nhá, cái đường viền của nó này. Đó, rất đẹp luôn này. Đó, anh em nhìn nhá. Đường viền rất đẹp luôn, thì đây nó sẽ là 99. Đó. Đây nó sẽ là 99 nha. Đó, anh nhìn thấy không? Đường viền sẽ rất là đẹp. Đó. Thì đây nó sẽ là 99. Đó. Đấy nha. Đây, con màu đen đây. Đó, con màu đen nó không bị phai màu đây. Anh nhìn thấy không? Nét nha. Đó. Thì đây nó sẽ là 99 nha. À. Đó, để anh em dễ hình dung nhé. Đó, đây sẽ là 99 này. Đó, này sẽ là 99 và này sẽ là 95, thì nó chỉ như thế thôi. Để xem là sẽ có con nào mà nó 95 của màu trắng nữa không. Đây, những con này 99 đây. Đây còn là chưa test xem có con 95 nào không thì đã, màu bạc này anh em hiểu. Màu đen ấy thì rất là dễ nhìn. Đó, nhưng màu bạc sẽ khó nhìn ở đây. Đấy nha. Đây là 95 nữa này. Đây, cái này nặng nhất đây này. Đó. Đây, nhận nhất anh em nhìn nhá. Đó, nó sẽ có một cái vết như thế này. Đấy, nó sẽ là nặng nhất. Thì những cái nguồn gốc của những chiếc máy này như thế nào ấy, thì mình phải nói thật với anh em là nguồn gốc của những chiếc máy này thì ở Hàn Quốc hiện tại. Bây giờ Samsung nó đang khuyến mại cho người dùng ở bên đấy. Nếu mà đổi mạng hay cam kết dùng mạng ấy, thì Samsung sẽ tặng cho một máy. Ví dụ hiện tại bây giờ nhá, cao cấp nhất thì có Fold 3 hoặc là Note 20 Ultra 5G là bên Hàn Quốc người ta sẽ đổi. Chính như vậy những cái lượng máy này bên Hàn Quốc người dùng rồi và người ta đổi máy rất là nhiều. Rất là nhiều luôn, mà người ta ở bên Hàn Quốc là cho không luôn ấy. Có nghĩa là chỉ cần cam kết một tháng dùng mạng đâu tầm mấy triệu, 2 triệu tiền Việt thì phải, là người ta sẽ tặng cho những chiếc Note 20 Ultra 5G và 5 triệu tiền Việt thì người ta sẽ tặng cho Fold 3. Đó, thì là những chiếc máy này hiện tại ra rất là nhiều và bên mình đã gom lại và bán tại Việt Nam, bởi vì bây giờ nó quá là rẻ luôn. Về đến Việt Nam nó quá là rẻ luôn. Tất nhiên là mình không có bán gói cước nhà mạng nên không thể tặng anh em được, đúng không? Và mình sẽ bán với cái mức vô cùng là rẻ như vậy. Khi về đến đặt chân đến Việt Nam rồi thì đến tay anh em nó chỉ rơi khoảng loanh quanh 9 triệu thôi. Đây là cái mức giá mà gọi là chưa từng có đến thời điểm hiện tại. Rất nhiều cửa hàng hiện tại bây giờ đang bán với mức giá tầm 11 12 triệu những chiếc Note 10 Plus này, nhưng bên mình chỉ bán như vậy thôi. Đó. Và 95 và 99 nó sẽ đẹp như vậy. Còn nếu anh em mua 99 thì gần suýt soát 10 triệu, 95 ấy thì nó tầm loanh quanh 9 triệu. Đó.
Chi tiết nhất thì anh em có thể vào website là mnm.vn để xem, hoặc cái đường link mình để dưới mô tả này, đặt hàng cũng vào website luôn. Trên mình có kênh Shopee và mình cũng để đường link ở đây. Tất nhiên là Shopee nó sẽ cao hơn một chút xíu, bởi vì mình bị Shopee người ta thu phí mất 2% ấy, thì mình sẽ không thể để rẻ được. Mà mặc dù mình đã bán ra gốc cho anh em rồi thì mình không thể rẻ Shopee được. Còn nếu anh em tin tưởng, anh em có thể đặt cọc trước và mua online thì bên mình chỉ cần đặt cọc 100.000 thôi và anh em nhận hàng em mới phải thanh toán. Bán hàng online thì mình bảo hành sẽ là 1-1 trong vòng 45 ngày và bảo hành trong vòng 12 tháng cho anh em. Trực tiếp là sốt là 1-1 30 ngày và bảo hành trong vòng 12 tháng cho anh em những chiếc máy này. Đấy, hoàn toàn yên tâm. Còn để xem chi tiết trong sản phẩm này là zin hay không ấy, bên mình chắc chắn là bán là zin, bởi vì mình đã làm clip hướng dẫn cách test máy của Note 10 và lướt máy Hàn Quốc rồi. Đó, còn để xem lại clip đấy thì anh em nhìn góc này nhá. Đó, mình tap góc này này. Đó là clip hướng dẫn cách xem Note 10 Plus zin. Đó, anh em cứ xem nhá. Đó, còn bây giờ thì mình nói lại nữa, để đặt hàng online sản phẩm này thì anh em có thể đặt trên website là mnm.vn, comment số loại vào dưới video này, hoặc là ngay từ dưới phần mô tả mình đã để đường link của Shopee để anh em đặt nhá. Ok, cảm ơn anh em xem clip. Chào và hẹn gặp lại anh em.